Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Một phụ nữ Việt Nam bị buộc tội trồng cần sa tại biệt thự Victoria. Thưa quý vị, một người phụ nữ Việt Nam 32 tuổi bị buộc tội trồng cần sa tại ngôi nhà ven hồ sang trọng Tiena House. Nói với các giới chức rằng cô bị ép buộc phải làm việc này. Vào tối ngày Chủ nhật 2 tháng 6, tại một phiên tòa đặc biệt của Tòa án quận Annie, cô Nguyễn Thị Thúy bị buộc tội có liên quan tới việc phát hiện ra một ngôi nhà trồng cần sa có kích thước công nghiệp tại biệt thự Victoria trên bờ biển Love Dirt gần đảo Killaloe ở phía đông của quận Clare. Vào hôm thứ Sáu tuần trước, hơn 500 cây cần sa ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau được tìm thấy tại ngôi nhà 16 phòng ngủ Tiranarina House và giới chức ước tính giá bán bất hợp pháp của toàn bộ 500 cây ở mức là 900.000 Âu Kim. Chiến dịch triệt phá này có sự tham gia của các thành viên thuộc đơn vị phòng chống ma túy phân khu Clare với các viên chức mặc đồng phục và cải trang cùng đơn vị hỗ trợ vũ trang vùng miền Tây và đơn vị cảnh khuyển Cork Garda bao gồm chú chó Laser của đơn vị. Cô Nguyễn đã yêu cầu sự giúp đỡ của một thông dịch viên tại tòa án và luật sư của cô. Ông John Casey cho biết, thân chủ của ông sẽ không nộp đơn xin đóng tiền thế chân tại ngoại tại thời điểm này. Thẩm phán Mary Keane đã cấp hỗ trợ pháp lý cho ông Casey để đại diện cho bị cáo. Cô Nguyễn bị buộc tội trồng cần sa không có giấy phép tại Tiena House vào ngày 31 tháng 5 và vi phạm mục 17 của đạo luật lạm dụng ma túy. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.